Nhất định anh sẽ cưới em. Vợ chồng mình sẽ rất là hạnh phúc. Ai mà thèm làm vợ anh chứ. Nhớ là không thèm đó nha. Vụ tía mũ có khó khăn gì không em? Khó khăn gì hả anh? Thì chi phí thuốc men. Dạ, em với anh hai á cũng đã lo được rồi. Anh làm gì vậy? Sao lại đưa cái này cho em? Anh đưa cái này cho em để em lo cho tía. Anh đừng có làm như vậy. Anh làm như vậy em giận anh đó. Ừ, vậy thôi. Nhưng mà có chuyện gì phải nói cho anh biết đó. Em à, từ đây cho tới lúc anh đi, anh còn nhiều chuyện phải làm lắm. Chắc có lẽ hai đứa mình ít gặp nhau đó. Anh cứ lo công việc đi, rồi có gì á thì anh cứ nhắn cho con Noa. Chiêu tướng nè, đi đâu? Xuống tượng về thủ nè. Thủ thì lên ngựa tấn công tiếp. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tôi tới giờ mới thấy có người đánh cờ một mình như ông vậy đó. Thì thích đánh cờ mà không có người chơi cờ cùng với mình thì mình đánh mình thôi. Chứ không lẽ rảnh rỗi rồi cứ ngồi ngắm bà suốt sao? Cái ông này vô duyên. Đi đi, đi con nào nữa. Tôi nghĩ cũng tội nghiệp anh Tư quá ông à. Ông trời sao mà ông cứ chiếu hạn cho người nghèo hoài vậy không biết. Ôi bà nói chi ba chuyện đó. Ai cũng có số có phần hết. Trời kêu ai nấy dạ thôi. Ơi ý mèn ơi, mới nhắc mà ảnh qua tới kìa. Ông ra ông đỡ ảnh coi. Bệnh hoạn mà đi đâu không biết nữa. Anh Tư khỏe không? Khỏe không mà đi qua bên đây vậy? Ơi nằm hoài sợ mục xương. Nhớ anh chị rồi qua đây nó dốc hồi cho đỡ buồn. Nhớ tụi tôi mà đi đứng kiểu này sao vui được. Có gì thì nhắn tụi nhỏ nó qua kêu tôi qua chơi cũng được rồi, mà. Rồi rồi. Thôi vô, anh vô nhà chơi nghe. Dạ, vô nhà uống nước anh Tư nha. Đi anh. Dạ, vợ chồng tôi cũng mới nhắc anh tức thì cái là anh qua tới à. Dạ. Nói nào ngay nó hổng rẻ tôi nằm tôi cũng suy nghĩ dữ lắm. Anh suy nghĩ gì vậy? Tôi nói sao mà ông bà không về xô tuôn cái tôi đi phức cái cho rồi. Chứ để mà bệnh hoạn vậy là vừa cực thân vừa khổ con cái. Anh phải sống vui sống khỏe để cho mấy đứa nhỏ nó lo, rồi mình sống vui khỏe với tụi nó vậy mới hay hơn. Ông nhà tôi nói đúng đó anh. Anh bây giờ là phải sống vui tươi yêu đời, phải có sức khỏe để mà còn lo dựng vợ gả chồng cho sắp nhỏ nữa. Thì tôi cũng muốn vậy, nhưng mà giờ tình cảnh vậy đã không biết tính sao đây chứ. Không à nghe, không có sao trăng gì hết trơn à nghe. Nhiệm vụ của anh bây giờ là gì? Là phải nghỉ ngơi, là phải bồi dưỡng để sức khỏe nó tốt nhất. Rồi sau đó vô bệnh viện gặp bác sĩ giỏi, người ta lắp cho anh một trái tim, nó sẽ đập đâu đó ổn định đàng hoàng. Để sống vui với con cháu, vậy là tốt, không có suy nghĩ gì hết nghe. Anh Tư nè, biết đâu lúc mà anh có trái tim mới á, cái anh rước thêm bà nữa. Để bà ăn ủi chủ già đúng không? Anh chị cứ chọc tôi hoài. Mà nghe nói đó là chi phí mổ xẻ đó là nhiều tiền dữ lắm. Biết sao bây giờ? Lo cái gì ba cái vụ tiền bạc. Khổ tụi nhỏ chứ.
Anh lo gì? Sức khỏe của anh là gia tài của hai đứa nhỏ đó. Đúng rồi đó anh. Nó tốn một á, mà nó kiếm lại 10 đó, có gì đâu mà anh lo. Nè, nè, qua đây chơi được mà có ngồi được không? Có ngồi lâu được không? Đánh vài ván cờ được không? Cờ thì được chứ. Được phải không? Vậy tôi với anh đánh vài ván nghe. Rồi. Bây giờ hai ông ngồi đây đánh cờ ha. Tôi vô nhà sau nấu ấm trà mới nha. Uống cà phê đi anh ruột. Hàng quá sao rồi mày? Hàng thì lúc nào cũng có sẵn, đã ổn định hết rồi. Anh cứ yên tâm, những chuyện đó cứ để cho em lo. Tốt. Đợt này mình sẽ tung ra một số hàng lớn. Ủa, sao anh ruột nói với em là từ từ, sợ gì nó nghi? Trời thương mình rồi, thằng nhóc này nó sắp đi nước ngoài 2 tháng. Đây là cơ hội để mình làm ăn. Dạ. Anh lo gì? Sức khỏe của anh là gia tài của hai đứa nhỏ đó. Nó tốn một á, mà nó kiếm lại 10 đó, có gì đâu mà anh lo. Biết vậy rồi, nhưng mà để tụi nó chạy giải tiền bạc làm sao tụi yên tâm cho được. Vậy bà Bảy có tính tiền lời không? Thì giờ bà cho mình mượn đủ số tiền mình cần. Bà tính tiền lời hả? Vậy bà tính sao anh? Một á, là anh Hải đi bán lúa non cho bà để trả nợ. Còn hai là khi thu hoạch xong cắt lúa bán để trả vốn lẫn lời cho bà. Sao mà rẻ vậy? Coi bộ đám lúa của mình lần này trúng dữ lắm á. Em có buồn anh không? Buồn cái gì hả anh? Thì anh chưa nói được với má chuyện của tụi mình trước khi anh đi công tác. Có gì đâu anh, miễn sao á anh thương em thật lòng là được. Nhiều lúc em suy nghĩ á, em không cần anh phải cưới em, chỉ cần mình ở bên nhau nuôi dạy con nên người. Đối với em đó là hạnh phúc. Đâu có được. Tụi mình sẽ cưới nhau để mọi người còn biết tụi mình đã yêu nhau như thế nào. Anh yêu em nhiều lắm Mỹ Lan à. Mà anh thích con trai hay con gái? Đối với anh, trai gái gì cũng được hết, đều là con của mình mà. Đàn ông mấy anh á, xạo lắm. Lúc hỏi á, thì con trai hay con gái gì cũng được, nhưng khi mà sanh con gái rồi á, thì không thèm ngó ngàng gì luôn á. Hay quá ha. Ở nhà giữ gìn sức khỏe đó. Biết rồi, còn nhiều đó mà nói tới nơi lui mấy trăm lần luôn. Mấy trăm nè, mấy trăm. Nhột em, nhột. Mấy trăm không? Đừng có làm vậy, đụng tới con bây giờ á. Thiệt hả? Có làm sao không? Em giỡn á. Qua bên đó, anh sẽ gọi điện thoại về nhờ thư nhắn cho em nha. Anh cũng sẽ viết thư về cho em nữa. Ai thèm? Thèm. Ê, con đó. Tha cho em đó. Nhanh nhanh lên tụi bay, tụi mày để cho gọn nghe. Anh Đâm, chuyến hàng này mà trót lọt hai anh em mình phất luôn á. Nhanh nhanh nha mấy đứa. Vậy là nó cũng đi rồi. Mong là nó sẽ quên được con bé đó. Thank you.
Ê mày, con nhỏ hôm bữa tên gì vậy mày biết không? Hoa hay con Hoài? Con gì đó tao quên cái tên, hình như là con Hoài thì phải. Đúng không mày? Đúng rồi đó. Anh Tài à? Anh Sinh đâu rồi? Rộng á. Sinh ơi, có người kia. Sinh ơi, anh Sinh, anh Sinh ơi. Ủa sao tao nghe nói tên Hoài mà? Nhanh đi anh. Tao nói mày con Hoa. Có chuyện gì vậy? Bác Tư bị mờ xỉu rồi. Con Lan nó đưa bác Tư vô bệnh viện rồi đó. Mày nói sao? Ủa gì vậy? Ủa anh Sinh, trời. Rồi em đi bằng gì? Đi tụi nó đi, chạy tụi nó đi. Sao? Ừ. Chạy bộ hả? Ừ. Chạy đỡ đi. Vậy em đi nha. Ừ, lẹ đi. Thằng Sinh đi đâu vậy? Ông già nó bệnh chạy về coi sao. Đang giờ làm việc nó bỏ đi đâu? Trời, thì nghe ông già nó bệnh nó chạy về nó coi. Làm gì vậy hả? Nhưng nó đi đâu? Nó phải Sinh. Trời ơi. Dạ khó khăn. Mẹ nó. Công nhận bọn Nhật làm việc căng thật chứ. Cái gì mà bắt đầu lúc 8 giờ sáng, kết thúc lúc 8 giờ tối, ai mà chịu cho nổi trời. Nghe nói đi nước ngoài tưởng sướng, ai ngờ giống như đi hành xác vậy đó. Thì xong lớp học có chương trình đi du lịch mà, mày nói gì? Đôi lúc đó chắc tao chết mất tiêu rồi quá. Ê, ê. Sẵn chiều nay nó cho nghỉ một buổi, mình đi quán bar uống bia chờ cho biết gì ta. Thôi mẹ ơi, tao mệt quá. Làm gì qua đây có mấy ngày, cái mặt rầu rầu buồn như thúi ruột vậy. Không hiểu sao mấy bữa nay tao không gọi điện thoại cho Mỹ Lan được. Mỹ Lan? À, cái cô mà đã cướp mất linh hồn của thằng bạn tao đó hả? Tao đang rầu thúi ruột, mày giỡn hoài hả? À, nhớ rồi. Hình như ba của cổ phải mổ tim gì đó phải không? Ừ, biết vậy. Nhưng mà không liên lạc được, tao thấy lo quá. Trời đất, ba người ta bị như vậy, người ta phải lo cho ba của người ta. Hơi đâu ngồi chỗ chờ điện thoại của mày. Mệt vì quá. Thôi, không nói chuyện với mày nữa, tao đi tắm. Không biết tí Mỹ Lan sao rồi nữa, mà giờ mình cũng không làm được gì. Bực mình quá. Thằng kia tắm lẹ tao còn tắm nữa đó. Chú Năm à, thằng Dĩ nó có gọi điện về không mấy bữa nay á? Dạ có, nhưng mà bữa cậu Dĩ gọi về thì lúc đó chị đang ở Sài Gòn. Mấy chuyện kia chú sắp xếp tới đâu rồi? Chị yên tâm, em đã tính toán đâu vô đó hết rồi. Tôi cứ lo cho nó. Không biết nó có thể quên được con nhỏ đó không? Làm tôi khó nghĩ quá. À, rồi mấy cái vụ hỗ trợ phân và thuốc cho bà con nông dân tới đâu rồi chú? Dạ, bà con mình cũng phấn khởi lắm chị. Nhưng mà có điều mình làm vậy thì doanh thu của mấy đại lý tháng này bị giảm. Thì nó cũng nằm trong đó chứ đâu. Bà con thu hoạch rồi cũng sẽ trả tiền lại cho mình thôi mà. Dạ. À, với lại chú cũng coi, chú nhắc với lại ở bên nông nghiệp xã nữa nha. Có chuyện gì hả? Tại trước khi đi, thằng Dĩ nó có nói với tôi, nó nghi ngờ vì nó thấy có một số đám ruộng bị rầy nâu đã kháng thuốc cũ, phải xài thuốc trừ sâu mới thì mới có hiệu quả. Thuốc cũ càng phun mà diện tích lớn á, thì bà con mình lại càng tốn tiền nhiều. Chắc không sao đâu chị, năm nào cũng vậy. Ừ, thì tôi chỉ nhắc chừng vậy thôi. Cái chuyện mà mình hỗ trợ bà con làm ăn tốt thì mình sẽ mau thu hồi vốn thôi. Dạ, em biết rồi chị. Năm nay á, thì mình chỉ thí điểm thử vậy thôi. Nhưng đầu vụ sau á, thì mình phải tính toán kỹ nha. Mình phải hỗ trợ phân nè, giống cho bà con. Vừa quản lý tốt mà năng suất nó cũng cao nữa. Dạ. Tôi đi đây, chú làm việc đi nghe.
Bác Tư, thận tía. Bác Tư nghe con dặn nè. Bây giờ bác Tư vô nằm nghỉ ngơi đi. Con chạy về lo công chuyện, xong rồi con chạy qua bác Tư liền. Rồi rồi, về lo công chuyện đi, bác về tới nhà là khỏe à. Dạ con về luôn nha bác Tư. Bác Tư giữ gìn sức khỏe nha bác Tư. Anh cảm ơn hai đứa nhiều nha. Dạ không có gì. Tí vô đây nghỉ nè tí. Cảm ơn hai ông bà nhiều nha. Không có hai ông bà, chắc hai anh em tôi mệt luôn á. Trời ơi Lan này, ơn nghĩa cái gì. Bây giờ chuyện cần lo bây giờ là đợi cho bác Tư khỏe nè, xong rồi mình tổ chức ăn nhậu tưng bừng một bữa, bãi sái nhậu cho bệnh luôn. Trời đất ơi, ông khùng hả? Bác Tư bệnh mà nhậu nhậu cái gì? Ăn mừng mà. Mừng mừng cái đầu ông á, ăn nhậu hoài, tối ngày nhậu hoài. Thôi tôi về nha, có gì hú nha. Noa nè, chiều chiều á có gì rảnh chạy qua đây nha, tao có chút chuyện muốn nhờ mày. Hiểu rồi, có gì chiều tao qua hen. Vậy nha. Sau cũng về luôn nha. Có gì chiều chiều sau rảnh sau cũng chạy qua chơi chung luôn. Ủa. Cảm ơn hai người nhiều nha. Không có gì. Cô Thư. Dạ chào chú Năm. Hôm qua giờ cậu Dĩ có gọi điện về không? Dạ không. Cô Thư. Dạ. Đi đâu vậy? Dạ con đi đưa bức thư của cậu Dĩ gửi cho Mỹ Lan. Cái gì? Dạ một bức thư chuyển phát nhanh. Ừ, cho tôi mượn chút. Nếu mà tôi mượn cái thư này lại thì có sao không? Chú Năm nói gì con không hiểu. Cô thấy giám đốc Dĩ như thế nào? Dạ cậu Dĩ giỏi giang, ga lăng và còn đẹp trai nữa. Thì cô thấy đó, cậu Dĩ tài giỏi, đẹp trai, nhà giàu nữa, thì làm sao mà có thể đi mê một đứa nhà quê như Mỹ Lan được. Còn trẻ, ham chơi, chắc là cậu Dĩ chỉ muốn qua đường với con nhỏ này thôi. Thiệt hả chú? Con thấy Mỹ Lan cũng đẹp mà. Nhưng mà bà chủ không có chịu cái chuyện này, hiểu chưa? Và cậu Dĩ cũng sắp có vợ ở thành phố rồi. Dạ. Vậy con phải làm sao đây chú? Thì cô phải nghe lời tôi. Trách nhiệm của tôi với cô là phải giúp bà chủ ngăn chặn cái chuyện này lại. Chặn bằng cách nào chú? Bằng cách là không để những cái lá thư này tới tay người Nhật. Và tất cả những cái cuộc điện thoại mà gọi cho cô á, thì cô có chuyển máy trực tiếp cho tôi hoặc là cho bà chủ. Nhớ, không được tự tiện nhắn tin cho bất cứ ai hết. Dạ. Cô cứ làm như vậy đi, làm tốt sẽ được thưởng. Dạ con biết rồi chú. Xét cho cùng, mình làm những cái chuyện này không nên, nhưng mà biết sao bây giờ, mình làm là giúp cho bà chủ, phận tôi tớ mà. Cho nên cô không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai hết. Dạ con biết rồi. Khổ tâm lắm, làm như vậy là không có đúng. Làm việc đi. Dạ con biết. Tía à, tía dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha tía. Để đó lát tía ăn. Tía à, tía phải ăn liền cho nóng, chứ mới mổ xong là mất sức lắm đó tía. Bác sĩ dặn là phải ăn nhiều, với lại uống thuốc đầy đủ thì mới mau khỏe được. Tía dậy đi biết tía. Biết rồi mà. Tía à, tía dậy ăn đi mà nha tía. Con đỡ cho. Tía à, tía thấy trong người ra sao rồi? Khỏe rồi, để đó tía tự ăn. Ủa mà rồi bữa nay không đi làm sao? Bữa nay á,
Con xin nghỉ để ở nhà lo cho tía. Tía à, tía phải ăn hết tô cháo này, chứ nếu không là con buồn đó nha. Tía biết không, bác sĩ khen tía quá chừng. Gặp người bình thường là cả tháng trời cũng chưa bình phục. Tía à, tía ráng mau khỏe để đờn cho con hát nghe tía. Cầu gì đó, sao lâu nay tía không thấy ghe? Dĩ nào hả tía? Thôi đừng có làm bộ, tía biết hết à. Chuyện tình cảm mà không ai cấm cản được đâu. Chỉ có điều làm thân con gái phải biết giữ mình nghe không? Sau này không khéo khổ cả đời. Dạ. Ê, cái chuyện hôm trước tao nhờ mày sao rồi? Tao nói thiệt với mày nha, ở văn phòng á, trừ một mình anh Dĩ dễ thương ra, còn bao nhiêu là cà chớn hết trơn á. Làm sao? Cà chớn làm sao mày kể tao nghe đi. Chuyện là như vậy nè. Chị ơi, chị ơi, trời đất ơi, làm cái gì hết hồn vậy? Dạ tại em vô nãy giờ em kêu mà chị không trả lời, em tưởng đâu chị bị điếc. Vô đây có việc gì không? Dạ cho em hỏi là có thơ của nhỏ bạn em tên là Mỹ Lan không chị? Thư nào? Dạ thư bên nước ngoài gửi về cho Mỹ Lan. Thư của Mỹ Lan, mắc mới gì tới cô mà cô hỏi hả? Dạ tại bạn của em nó sợ bị thất lạc cho nên nó nhờ em vô đây hỏi giùm. Thư cái gì? Ở đây là công ty chứ đâu phải bưu điện. Mà tôi cũng đâu phải bưu tá đâu, đâu có nhiệm vụ để đưa thư cho cô. Dạ em xin lỗi, không ấy chị coi chừng nào có thì chị báo giùm em nha chị. Đi về đi, khi nào có tôi đưa. Ở ngoài trời nóng quá, vô đây nhìn mặt chị lạnh mà rung luôn. Trời, vô duyên. Dạ em hơi bị vô duyên, em đi nha chị. Mới sáng sớm gặp toàn cái thứ gì đâu không. Thí cướp. Bực mình hết sức. Tao nói thiệt á, không phải vì mày á, là tao cho con nhỏ đó một bạt tai à. Chắc chưa có đâu, chứ có là người ta đã đưa rồi. Mà mày á, mày với lại ông sau á, cứ đi tới đâu á là gây sự tới đó là sao? Gây sự gì? Cái đời đúng thôi chứ. Cô tôi vậy. Tới kìa. Hôm nay ông Linh dữ hả mày? Có gì vậy sao? Có cái con gì nằm đây nè, móc ra giùm. Móc mắt ông ra hả? Ê, bà khùng hả? Vậy bà. Có cái con gì nằm ở trong mắt tôi nè, bà móc ra giùm. Minh. Cái gì? Wow. Mày. Cô gái đẹp bốc lửa luôn mày. Dẹp đi mẹ ơi. Suốt ngày mày coi nè. Cái gì? Trong tài liệu này người ta ghi rất rõ biểu hiện kháng thuốc của đầy nâu. Tưởng chuyện gì? Thì cũng giống như con ngựa vậy đó, uống điếc thuốc rồi nó lờn chứ có gì đâu. Ruộng lúa ở quê tao có biểu hiện y như vậy, tao đã nghi rồi. Thì bây giờ mày ngồi đây mày có giải quyết được gì đâu. Lạ là tao gọi điện thoại và hỏi thăm, mọi người vẫn nói là bình thường. Trời ơi, mày đang sợ rầy tấn công em Lan của mày đúng không? Chứ người ta đã nói bình thường thì là bình thường, có gì đâu mày lo. Tao lo lắm. Nói như vậy rồi lỡ bị rầy tấn công có nước chết, không có thuốc nào cứu kịp đâu. Không có thuốc nào cứu kịp thì khỏi cứu đi, mệt thì quá, tao đi ngủ trước à. Ha ha ha!
Không, không thể, không. Mà sao nãy giờ mở cửa lâu dữ vậy? Tôi đứng ngoài đây nóng muốn chết luôn vậy đó. Em xin lỗi, để em xách đồ vô cho. Vô nhà đi chị. Ngọc dạ, Anh. Con chào bác. Trời ơi, tưởng mai con mới tới chứ. Dạ, tại sáng nay con nóng ruột quá cho nên con nhảy lên xe đi luôn. Dạ, sao bác xuống dưới quê mà bác vẫn đẹp quá vậy? Thôi vô nhà nói chuyện nha. Chắc đi xe mệt lắm phải không? Dạ. Hey. Tía. Tía ráng uống thuốc vài ngày nữa là khỏe nha tía. Tía thấy trong người sao rồi? Nè, khỏe nhiều chưa tía? Tía ăn hết cháo rồi nè. Khỏe hơn mấy cái bữa mới mổ. Dạ. Vậy tía nằm nghỉ đi, tôi đi làm à. Ừ nè. Dạ. Nhớ về sớm mà con. Tôi biết rồi, tía nằm nghỉ đi. Lan ơi Lan. Dạ con chào bác Tư. Anh Sinh. Lan ơi. Lan ơi. Nó ở trọng á. La hét hoài mày. Lẹ lên. Tía ở nhà nghỉ ngơi rồi ngó giùm con cái bếp nha. Con chạy ra thăm ruộng chút rồi đi làm luôn. Con đi nha tía. Đi cẩn thận á. Dạ. Con. Dạ. Ở đây là bác có ba cơ sở. Cái kho phân bón là ở đằng kia. Rồi một cái xưởng đan lát thủ công mỹ nghệ nữa. Còn đây là nhà máy xây lúa. Mai mốt là con phải phụ với Triệu Dĩ cai quản cho bác đó nghe. Dạ. Ủa mà sao con thấy ở đây không có nhiều người vậy bác? Ở dưới quê mà. Buổi sáng người ta ra ruộng, trưa mới bắt đầu vô làm việc con à. Ủa sao kỳ vậy? Việc nào phải ra việc đó chứ. Nè, cậu ơi. Dạ. Dạ. Dạ bà chủ gọi con. Sao mọi người đâu hết rồi? Dạ con cũng không biết nữa. Sáng nay thấy mọi người kéo ra ruộng hết trơn rồi. Thôi, cậu về làm việc đi. Dạ, dạ chào cô, dạ chào chị. Đi với bác, đi thăm một số nơi nữa. Bây giờ mình sẽ qua xưởng đan lát thủ công mỹ nghệ nha. Anh Hai ơi. Ở bên đó cũng lắm. Anh Hai. Dạ, xin lỗi, xin lỗi. Anh Sinh ơi, cô đi đứng mắt mũi để đâu vậy? Anh Hai. Anh Hai. Anh Hai ơi, anh Hai. Có chuyện gì vậy? Anh Hai ơi, ở ngoài đồng. Rầy, rầy. Rầy sao? Lan, em sao vậy? Lan ơi. Lan ơi. Lan. Có chuyện gì vậy? Lan. Lan. Lan nó sao vậy nó? Chắc nó bị trúng nắng quá anh Sinh. Lan. Lan. Đây coi, để má sức miếng dầu cho nó coi. Sao mà, trời ơi. Sao tự nhiên mà lạnh ngắt vậy nè? Mặt nó tái mét vậy có sao không má? Má cũng không biết nữa. Mà nó lạnh ngắt sao bay còn quạt chi nữa? Dạ con không sao đâu. Xỉu lên xỉu xuống vậy mày nói không sao? Tụi bay cũng lanh trí đưa nó về đây đó. Chứ đưa qua bên anh Tư á, tội nghiệp cho ổng. Ổng cũng đang bệnh hoạn ở bển. Vậy rồi có cần uống thuốc men gì không bay? Dạ không. Con không uống đâu. Con không sao. Thôi, để má vô lấy thuốc cảm sốt cho nó. Dạ. Con để con không sao mà. Mày tối ngày cứ không sao không à. Con Noa nè. Dạ. Chuyện sao vậy? Kể rõ ràng đầu đuôi nghe coi. Ruộng lúa chết hết rồi anh Sinh ơi. Mày nói cái gì? Nói rõ ràng lại coi. Hồi sáng á, em với con Lan ra đồng á, thấy mấy cây lúa bị đầy nó bù đen hết trơn rồi. Mày lo cho nó giùm anh cái. Anh Hai. Anh Sinh. Anh Sinh.
Thuốc này con, uống liền đi. Bay cầm nước cho nó uống liền đi. Đây, mày hạ họng ra đi, tao đổ thuốc vô cho. Cái gì mà nhiều thuốc quá vậy? À, thì bay nói thuốc nhức đầu, thuốc nóng lạnh, thuốc sổ mũi, thuốc đem ra cho uống hết trơn đó. Vậy vậy thôi khỏi đi. Uống lần cho mau hết bệnh, mày hạ họng đi, tao đổ vô cho. Tao không uống đâu. Dạ, con khỏe rồi, con tỉnh rồi, con không sao đâu. Thôi, con ráng nó đi con. Uống rồi giờ sao? Hay má đem vô má uống luôn đi. Cái con nhỏ này. Con quên, má đem vô trong má cất đi. Mày đỡ chưa? Tao không sao đâu mà. Anh hai, anh ngồi nhậu ở đây mà nãy giờ em đi kiếm anh đó. Kiếm làm cái gì? Mày không ở nhà nằm nghỉ, còn coi chừng té nữa kìa. Tí ngủ rồi, giờ mình tính sao đi anh hai? Tính cái gì nữa, mất sạch hết rồi. Thì rầy nó cũng mới bu thôi mà. Em nghĩ chắc là còn chữa được á. Chữa gì nữa mà chữa? Mày không nhớ mấy năm về trước hả? Gầy chỉ bằng 1/3 bây giờ thôi, mà cái ruộng mình nó tiêu tùng rồi. Hồi chiều nè, tao nghe người ta nói ở xã bên kia gầy nó phá lúa sạch hết 2/3 rồi. Anh hai à, em nghe nói á, ngày mai ở trên xã đó, người ta phổ biến cho bà con phòng chống dịch rầy nâu gì đó. Nó căng hết mẹ rồi phổ biến cái gì nữa. Thì cứ để em đi coi coi làm sao, cứu được cái gì hay cái đó mà anh hai. Anh hai, anh hai đừng có uống nữa được không? Bây giờ là lúc mình phải bình tĩnh, để còn tính chuyện nhà nữa chứ anh hai. Tính cái gì nữa mà tính hả? Anh hai, đừng có uống nữa được không? Bây giờ anh hai muốn uống đúng không? Để em uống cho anh hai coi. Đi đây. Uống cái gì mà uống? Mày đi về đi. Chủ quán, tính tiền. Lan, Lan. Hồi sáng này nè, tôi ra ngoài ruộng ngoại á, thấy mình phát ói luôn á. Rầy nó bu từ gốc tới ngọn vậy á. Kỳ này chắc chết quá mấy ông bà ơi. Bao nhiêu vốn liếng tôi đổ hết vô đó. Rồi còn tiền thuốc, tiền phân mấy kỳ trước tôi chưa có trả nữa. Rồi chuyện con cái hai đứa nó học ở Sài Gòn, tôi không biết làm sao đây. Còn tôi nè, mới khổ đây nè. Bà con không có tiền trả, tôi không biết lấy tiền đâu mà xây sở. Kỳ này chắc đại lý của tôi phải đóng cửa thôi nè. Đúng là quạ vô đơn chí mà. Hôm qua ông nhà tôi ra ngoài ruộng á, về ông nằm chèm bẹp tới giờ luôn á. Không biết mấy ông làng xã này có giúp gì được cho mình không biết nữa. Thôi kệ, ráng cứu được gì thì cứu thôi. Thì đó. Bà con tới hết rồi kìa. Bây giờ không biết giải quyết được không ta? Trật tự. Dạ, xin bà con trật tự đi.
Tôi vừa đi tập huấn ở trên huyện về, muốn phổ biến tình hình dịch đầy nâu cho bà con. Tình hình con khỉ khô gì nữa, rầy thì trắng đồng ra đó, còn phổ biến với lại phổ biết. Thì mày cứ từ từ thôi, để coi người ta nói làm sao. Mày lúc nào cũng bợp chợp hết á. Coi giùm hướng dẫn bà con làm sao chứ, ruộng bị rầy người ta mới kéo lên đây. Xin bà con cứ bình tĩnh. Hôm qua tôi đã đi khảo sát, dùng của mình á đang bị rầy rất là nặng. Nếu mà chúng ta chữa trị kịp thời thì hy vọng sẽ cứu được vài chục phần trăm. Dạ, làm sao thì cứ nói thẳng ra đi, cứ giọng gió hoài. Đúng rồi đó. Đây là loại thuốc thế hệ mới, có thể kìm hãm và tiêu diệt được rầy nâu, và ngăn chặn được sự phát triển của nó. Với điều kiện á là chúng ta phải sử dụng đồng loạt, tránh cái tình trạng á ruộng này xịt mà ruộng kia không xịt thì ruộng này nó lây qua ruộng kia, như vậy là không tốt. Bà con cứ yên tâm, xã sẽ tổ chức một cái đội giúp bà con xịt thuốc. Còn về thuốc á thì công ty Phú Dĩ sẽ hỗ trợ cho bà con. Sau đây tôi xin được giới thiệu anh Năm. Anh Năm Hương có đôi lời phát biểu về loại thuốc tôi vừa nói. Thưa bà con, chúng ta đang phải đối phó với một đại dịch hết sức nguy hiểm. Công ty Phú Dĩ sẽ luôn sát cánh cùng bà con, sẽ cung cấp cho bà con những loại thuốc mới nhất, tốt nhất để ngăn chặn đại dịch này. Giám đốc của chúng tôi hiện đang tập huấn ở nước ngoài về các loại thuốc mới, cũng thường gọi về chỉ đạo cho chúng tôi, hướng dẫn cách để mà giúp đỡ cho bà con. Phải chi lúc này có anh Dĩ ở nhà mà sao anh không gọi cho mình ta? Ê, có bàn với lãnh đạo công ty anh Dĩ cũng tốt quá mày. Thôi mình đi về đi. Nếu như vụ này mà bà con chưa có trả được á thì coi như là vụ sau bà con sẽ xin lỗi, công ty sẽ thu hồi vốn luôn một thể. Dịch tới là lớn chuyện rồi. Từ bây giờ mày làm ăn phải cẩn thận nha mày, người ta để ý đó. Anh ruột yên tâm đi, có nghĩa là sắp tới mình không ra hàng nữa phải không anh? Ra chứ sao không ra. Nhưng mà mày đưa hàng ít thôi, hiểu chưa? Dạ. Cái hàng của mình á thì mình đưa cho mấy cái thằng dân quân để cho tụi nó xịt. Còn mấy cái hàng kia thì mày đưa cho tao để tao chuyển cho mấy đại lý. Dạ chào cậu. Cậu có khỏe không ạ? Dạ cậu có đi chơi nhiều không? Dạ chú Năm đi qua bên ủy ban họp về vệ sinh phòng dịch. Cái thuốc á mà cậu dặn em có ghi lại rồi, để em chuyển cho chú Năm nha cậu. Cậu có cần gì nữa không ạ? Dạ. Cô Lan vẫn chưa đi làm cậu ơi. Mà cậu có biết không, cái bưu điện của cái xã này nó tệ lắm. Thư từ Sài Gòn gửi về cả tháng còn nhận không được, huống gì thư từ nước ngoài. Nhưng mà cậu yên tâm đi, khi nào có thư em sẽ chuyển nhanh cho cậu. Dạ 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 chào cậu. Sao con không ở chơi ít ngày nữa rồi hãy về? Xin lỗi nha, bác lu bu quá không làm sao dẫn con đi chơi được hết á. Dạ dịp khác con xuống cũng được mà bác. Với lại con thấy bác cũng bận rộn quá à. Với lại ở trên thành phố con cũng chưa xin phép nghỉ việc cho nên con phải về làm. Con đừng có buồn nha, thằng Dĩ nó xuống đây nó cũng lo làm việc giúp bác chứ không phải mèo mỡ gì đâu. Con đừng có lo những chuyện đó. Chỉ có điều bác không hiểu tại làm sao mà nó dám, nó mở miệng nó nói với con những câu như vậy được. Tự nhiên ảnh nói như vậy với con làm con cũng bất ngờ lắm. Có khi nào ảnh có người khác không bác? Không có. Nghe lời bác, cứ nghe lời bác đi. Để nói về bác sẽ sắp xếp chuyện của hai đứa. Đừng có lo, bác đã tính hết rồi mà. Con cảm ơn bác, bác đúng là một người mẹ tuyệt vời. Mà sao bác không để con tự đi xe đòi về được mà, kêu bác tài xế chở con về chi cho mắc công vậy? Trời ơi, con nghĩ sao là con gái nè, rồi bác để con một mình lên xe đò về thành phố. Với lại đừng ngại, bác tài về thành phố là còn lo công chuyện cho bác nữa. Dạ, con cảm ơn bác. Thôi, con xin phép bác con về. Cho bác gửi lời thăm ba má con nha. Dạ, con cảm ơn bác. Thưa bác con về.
Con à, hãy khi nào rảnh á, thì cứ xuống ghé thăm bác nha. Chị, để em xách ra xe giùm cho. Con nhớ giữ sức khỏe ha. Dạ, bác cũng ở lại giữ gìn sức khỏe. Ừ. Khi nào mà con có thời gian, con sẽ xuống thăm bác liền. Chúc sức khỏe con nha. Dạ. Cho người ta mượn tiền á, lấy lại dịch chợ dưới đó không à, thấy người ta có chút khó khăn á.